Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam vẫn chưa được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường. Ngày 2 tháng 8, VOA Tiếng Việt cho hay, Mỹ từ chối cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 2 tháng 8 công bố rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục bị phân loại là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. VOA trích tuyên bố của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, Kết luận này có nghĩa là phương pháp tính thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn giữ nguyên. Và đây là hình bài trên VOA. Bộ Thương mại Mỹ ban đầu dự kiến đưa ra quyết định này vào ngày 26 tháng 7, nhưng đã lùi lại một tuần với lý do gián đoạn về công nghệ thông tin. Thực tế, ngày 26 tháng 7 cũng là ngày Việt Nam tổ chức quốc tang cho tổng trọng. VOA cho biết Việt Nam đã mong đợi được Mỹ đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường các lãnh đạo cao cấp của việt nam trong năm qua đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi mỹ đưa việt nam ra khỏi danh sách này và cho rằng điều này sẽ có lợi hơn cho quan hệ hai nước bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên voa trích dẫn báo tuổi trẻ cho biết bộ công thương nói lấy làm tiếc về quyết định của bộ thương mại mỹ điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam vào thị trường mỹ sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ. Chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng giá trị thay thế của một nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá tổng trọng và Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. VOA cũng cho hay hàng chục nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo để yêu cầu bộ này không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam với lý do Việt Nam vẫn vận hành một nền kinh tế kế hoạch được điều chỉnh bởi các nghị quyết của đảng Cộng sản. Các thượng nghị sĩ Mỹ và dân biểu Mỹ cũng đã nêu ra những quan ngại về quyền lao động hay mối liên hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên liệu sản xuất. VOA tiếp tục dẫn báo tuổi trẻ, theo đó Bộ Công Thương cho rằng nếu Bộ Thương mại Mỹ xem xét hồ sơ và thực tiễn tại Việt Nam một cách khách quan, công bằng, thì đã có thể thừa nhận thực tế rằng Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường như 71 nền kinh tế khác đã công nhận. Theo VOA, ngay sau khi Bộ Thương mại đưa ra kết luận bác bỏ yêu cầu cấp quy chế thị trường của Việt Nam, ông Kevin Debsay, Chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội sắt và Thép Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8 cho biết họ hoan nghênh quyết định này. Ông giải thích nếu Việt Nam mà ông cho là tham gia vào nhiều hoạt động thương mại không công bằng, được Mỹ nâng cấp lên kinh tế thị trường, thì việc này sẽ khuyến khích gian lận thương mại nhiều hơn nữa, trong khi gây tổn hại cho ngành thép của Hoa Kỳ và nhiều ngành công nghiệp khác tại Mỹ. Trong khi các nhà sản xuất của Mỹ phản đối việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, thì những nhà bán lẻ ở Mỹ lại ủng hộ việc này. VOA dẫn lời luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nói rằng, ông không ngạc nhiên và ủng hộ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ. Việc thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào thời điểm này là không thực tế, là một sai lầm địa chính trị chiến lược và gây bất lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Luật sư Khanh cho biết, ông ủng hộ việc đưa Việt Nam trở thành đối tác thân thiện, tích cực và đáng tin cậy trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nếu Việt Nam quyết tâm điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính trị, kinh tế hướng tới nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Vẫn theo VOA, Bộ Công Thương nói ngày 2 tháng 8 rằng, trong thời gian tới, họ sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ. Bộ này đặt mục tiêu là sẽ bổ sung, hoàn thiện lập luận để gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Việt Nam vẫn chưa được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường đảng viên lần thuốc đạo đức cách mạng. Ngày 31 tháng 7, FA tiếng Việt có bài lấy đạo đức, lối sống làm thước đo đánh giá cán bộ phi thực tế. Theo đó, khi phản hồi về việc cán bộ vừa giữ chức vụ mới thì lại phát hiện sai phạm, Bộ Nội vụ nhấn mạnh cần lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ làm thước đo đánh giá. Và đây là hình bài trên afa AFA dẫn lời cựu trung tá Vũ Minh Trí từ Hà Nội cho biết, người ta chỉ nhìn thấy từng cán bộ sai phạm và những sai phạm cụ thể của cán bộ đó, cho nên những quy định hay kế hoạch, phương án tiêu chuẩn đánh giá mà Bộ Nội vụ hay một cơ quan nào khác đưa ra để xử lý cán bộ thì đều không có tác dụng thực tế. Tôi thấy xử lý như vậy là không nghiêm. Ví dụ trường hợp Đinh La Thăng, rõ ràng khi phát hiện vi phạm, lại điều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội giữ chức phó ban kinh tế trung ương, rồi sau đấy mới bắt bỏ tù. Tôi thấy như vậy, pháp luật không nghiêm, trong khi Việt Nam tuyên truyền mọi công dân bình đẳng trước pháp luật và xử lý không có vùng cấm. Nhưng rõ ràng, ở đây đã có sự thiên vị. Ông Trí nói thêm, ông rất muốn biết những chủ tịch nước như Nguyễn Xuân Phúc hay Võ Văn Thưởng vừa mới lên xong đã bị kỷ luật đến mức vi phạm phải cho nghỉ. Hay một loại trường hợp khác, như Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội hay những ủy viên Bộ Chính trị bị cho nghỉ đã vi phạm gì. Theo ông Trí, với những trường hợp xử lý mập mờ để được hạ cánh an toàn, thì rõ ràng pháp luật đã bị chà đạp. Ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã từ chức chủ tịch nước. AFA cho biết, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khi báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trước Quốc hội, từng cho biết rằng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác luân chuyển cán bộ các cấp, các ngành nhằm phòng ngừa tham nhũng cho hơn 45.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. AFA dẫn lời ông Trần Anh Quân từ Sài Gòn cho biết, những quy định về đạo đức đảng viên này được đặt ra là để người dân nhìn vào thì thấy đảng cũng cố gắng chống tiêu cực, nhưng thực tế đó là mỹ dân. Ngoài ra thì cũng là một cách để chiêu dụ người trẻ, người thiếu hiểu biết, thiếu trải nghiệm kết nạp vào đảng Cộng sản chứ người từng trải, thậm chí đảng viên lâu năm, chẳng ai tin vào cái gọi là đạo đức cách mạng này. Thực ra thì những quy định này không mới và đã được các lãnh đạo Cộng sản thường xuyên nói đi nói lại từ thời ông Hồ Chí Minh tới giờ. Dù nói đi nói lại thường xuyên và ra quy định rõ ràng như vậy, mà mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn đảng viên vi phạm điều lệ đảng, vi phạm pháp luật. Ví dụ năm 2023, có hơn 24.000 đảng viên bị kỷ luật gần 10.000 đảng viên bị khởi tố do tham nhũng, thì rõ ràng là đảng viên họ chẳng hề coi những quy định này ra gì. Ông Võ Văn Thưởng cũng đã từ chức chủ tịch nước. AFA dẫn nhận xét của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng, việc luân chuyển cán bộ thường xuyên không giúp làm giảm tham nhũng, mà ngược lại nó có thể sẽ khiến tăng mạnh tình trạng tham nhũng. Ông lý giải như sau. Đó là vì một cán bộ muốn vào được một cái ghế anh ta phải bỏ tiền ra lo ló lót để được ngồi vào cái ghế đó. Khi ngồi vào đó rồi, anh ta sẽ tìm cách thu hồi vốn qua các hoạt động tham nhũng. Khi có chính sách tự cấp trên muốn luân chuyển, anh ta sẽ tìm cách đúc lót cấp trên để khỏi luân chuyển hoặc luân chuyển sang các vị trí tương tự nhằm giữ được thu nhập. Cuối cùng thì chính sách này chỉ làm giàu cho những cấp trên, những người tổ chức cán bộ vốn đưa ra quyết định về việc luân chuyển cán bộ. Tiến sĩ Vũ nhận định, trong cơ chế chính trị độc đoán như hiện nay, những người cầm quyền lo ngại chế độ sẽ bị lung lay, dẫn đến sụp đổ. Vì vậy, họ cứ lây hoay đưa ra những chính sách nhằm khoe mẻ và mị dân, nhưng thực chất nó chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng viên lần thuốc đạo đức cách mạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.